Rồi, xin chào anh chị nha. Hôm nay mình có giới thiệu với anh chị là một cái miếng đất lúa nha anh chị. Thì miếng đất lúa này nó thuộc xã Vĩnh Bửu nha anh chị. Và mặt tiền của nó là mặt tiền đường đá đỏ luôn. Cái đoạn đường này là đang chuẩn bị lên nhựa. Xã Vĩnh Bửu, huyện Tân Hưng. Thì miếng đất này tổng diện tích của nó là 13 mẫu. 13 mẫu thì cái phần mặt tiền mà để mà giáp vô cái lộ đá đỏ này á, thì mặt tiền nó được 30 mét nha anh chị. Là vị trí từ cái bờ này, bờ bên đây, qua bên cái bờ cây bên đó, mặt tiền là 30 mét chạy dài vô. Chạy dài vô là 50 mét mở rộng ra. Thì phía sau mặt tiền kênh của nó là hơn 500 mét. Thì miếng đất này chủ đang rao bán với giá là 90 triệu một công đó anh chị, là 900 triệu một mẫu. Thì cái giá này là giá chính chủ người ta kêu luôn. Thì anh chị nào mà có nhu cầu để sở hữu miếng đất này á, thì liên hệ cho mình. Mình sẽ dẫn anh chị đi coi đất. Đó, cái đường đá đỏ mà đường lớn nha. Đường này xe cỡ 8 tấn, 10 tấn là mình đi được. Rồi, bây giờ mình xin tạm dừng video tại đây. Anh chị vui lòng cho xin một lượt đăng ký và một like nha anh chị, để mình có thêm động lực và làm ra những cái video nó tốt hơn.